Xin chào, xin giới thiệu đến các bé cách làm kẹo sáng tạo thế giới sắc màu nha. Mở hộp và lấy các phần trong hộp ra như thế này nè. Các bé chuẩn bị làm kẹo sáng tạo thế giới sắc màu nào. Dùng ngón tay bóp ống hút, nhúng miệng ống vào ly nước. Thả nhẹ ngón tay để lấy nước vào bên trong. Bóp nhẹ thân ống để nhỏ nước ra từng giọt như thế này nè. Tiếp theo, chúng ta lấy từng khuôn ra khỏi vỉ. Các bé lưu ý các phần nhọn có thể đâm vào tay đó. Dùng ống để hút nước cho vào từng khay đến đường đã được đánh dấu sẵn. Cho bột tạo màu theo thứ tự vào từng khay và trộn đều. Tiếp đó, dùng ống hút nước màu ra các khay nhỏ và pha trộn màu tùy thích. Các bé xem hướng dẫn để có thể pha trộn được thêm nhiều màu sắc hấp dẫn nha. Để làm màu hồng thì các bé đừng cho quá nhiều màu đỏ vào khay nha. Cho bột gum màu xanh lá vào khay có đánh dấu ngôi sao, rang đều bột trên khay. Kiểm tra khuôn hình đã nằm đúng chiều chưa? Sau đó, nhấn sâu khuôn vào bột gum. Dùng ống nhựa hút nước màu vào khuôn. Đừng cho quá nhiều nước màu vì bột gum sẽ khó đông cứng lại đó. Nếu lỡ cho quá nhiều nước màu vào khuôn, chúng ta có thể thêm bột gum vào để điều chỉnh lại. Các bé yên tâm nha. Sau cùng, lấy khuôn ra và đặt lên đĩa sạch, dùng đĩa nhấn nhẹ để lấy hình ra khỏi khuôn. Trước khi tiếp tục tạo hình, các bé nhớ rang đều bột gum trên khay để có thể làm ra các mẫu kẹo đẹp nhất nha. Xong rồi nè! Chỉ cần một gói bột gum, các bé có thể thỏa thích sáng tạo nhiều viên kẹo sắc màu. Hãy sưu tầm trọn bộ 12 khuôn hình của kẹo sáng tạo thế giới sắc màu nha!